Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2019 ạ. Thưa với quý vị các bạn, với chiếc xe Toyota Wigo thì phiên bản này là phiên bản 1.2G, tức là phiên bản số tự động quý vị và các bạn nhé. Và chia sẻ với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì mới lăn bánh được 3.8 km thôi và đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ. Nhìn về bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ thêm là gương chiếu hậu là gập điện auto, tức là khóa cửa là tự gập điện nhé. Thứ hai là giá nóc này và body kit thể thao quanh xe. Bên trong thì chủ xe cũng đã độ thêm là đề nổ start stop, khóa thông minh, là khóa thông minh, đề nổ start stop và cảm biến lùi, camera lùi và rất là nhiều option khác mà chủ xe cũng đã độ thêm cho chiếc xe này vào, cũng rất là nhiều tiền quý vị và bạn nhé. Với chiếc xe Toyota Wigo 2019 này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ máy móc và tất cả là còn nguyên bản quý vị và bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 1.2G số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Wigo này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G số tự động 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Wigo phiên bản 1.2G 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia này quý vị và các bạn nhé. Sau đây thì quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất cũng là như là cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Wigo 2019 này quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm rất là nhiều bên ngoài thì quý bạn xem thấy đấy ạ. Chủ xe đã độ thêm toàn bộ về cái phần body kit thể thao quanh xe này, cũng như là về cái phần giá nóc đấy. Và bên trong thì chủ xe đã độ thêm start stop, khóa thông minh, đề nổ và cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết cả rồi các bạn nhé. Nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này không có bị xước sát gì cả đấy, và nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều đấy các bạn nhé. Nhìn về những cái phần nền, nhìn một cái góc nghiêng về cái phần bên phụ này còn nguyên bản này đấy, còn nguyên bản luôn, bên lái này cũng còn nguyên bản luôn các bạn nhé. Và nền rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn rất là mới. Nhìn về cái phần đầu, phần đằng trước của chiếc xe đây thì quý vị các bạn thấy được luôn là nó còn nguyên bản này, nguyên bản, và cái cặp đèn pha còn rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon đông và đèn led ban ngày. Thì bên dưới này là cái đèn led ban ngày các bạn nhé. Nếu như mà nổ máy lên là cái đèn led này nó sẽ sáng đấy, và đèn pha bi xenon đông các bạn ạ, đèn pha bi xenon đông và còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái đèn này nó chưa có xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Phía bên dưới của cái cặp đèn pha này là cái đôi đèn gầm các bạn nhé, đèn gầm đây ạ, rất là đẹp này, cũng chưa có bị xước sát, chưa có bị hoen ố gì cả, còn rất mới, rất là đẹp nhé. Đẹp từ cái phần logo cho đến những cái mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp và rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Gương chiếu hậu thì cũng đã được chủ xe độ lên là gập điện nhé, còn nguyên bản là đã có tích hợp xi nhan trên gương
Đấy là phần gương chiếu hậu. Và đặc biệt thì quý vị bạn thấy đấy ạ, chiếc xe mới lăn bánh được 3,8 vạn thôi, nhưng mà chủ xe cũng đã vừa mới thay lên một cái dàn lốp Michelin rất là xịn này. Dàn lốp Michelin rất là xịn, vừa mới thay xong, còn rất mới, rất là dày các bạn nhé, thay cả dàn. Đấy, la răng đúc mà chưa có bị xước sát tí nào quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có xước sát một tí la răng này nhá, cái này là bẩn rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Dàn lốp Michelin mới tinh, rất là đẹp, mà chủ xe vừa mới thay. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đăng ký lần đầu là năm 2019 nhé. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 3,8 vạn km rồi. Nhìn về cái phần đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này, chủ xe đã lắp thêm giá nóc. Đấy là cái phần giá nóc mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Và đằng sau thì cái cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chưa có bị nứt vỡ hay là chưa có bị xước sát gì cả ở cái cụm đèn sau này quý vị bạn nhé. Đấy, còn rất là đẹp này. Phiên bản này là phiên bản 1.2G, tức là động cơ 1.2, số tự động, logo đều rất là mới, rất là đẹp. Nhìn vào cái phần body shock sau này thì quý vị các bạn thấy rất là thể thao ạ, vì đã được độ lên body kit này, và cảm biến sau này, camera lùi này đầy đủ rồi. Chủ xe đã độ thêm cho cái xe này rất là nhiều option đấy nhá. Rất là đẹp. Nhìn về cái phần đằng sau này, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Quá là mới luôn. Một chiếc xe Toyota Wigo trắng ngọc trinh 2019 này nhé, tên tư nhân, biển Hà Nội, rất là đẹp ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài thì rất là đẹp rồi, không có cái điểm gì để mà chê nữa. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, tất cả là còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đến táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa đều rất là mới quý bạn nhé. Và cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, đấy, cũng đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Gương chiếu hậu đây ạ, đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu. Chủ xe đã độ lên gập điện và độ auto quý bạn nhé, chỉ cần bấm khóa là cái gương chiếu hậu nó tự gập ạ. Đấy. Vô lăng, cần số đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần đồng hồ công tơ mét nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 3,8 vạn, sản xuất là năm cuối năm 2018 và bắt đầu nhập về Việt Nam là 2019, đăng ký từ năm 2019, cho nên là chiếc xe này tính ra là lăn bánh được 3 năm rồi. 3 năm với 3,8 vạn, mỗi 1 năm tính ra là 1,2 vạn, 1,3 vạn. 1 năm là chạy 1,3 km, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Vì nói thật với quý vị các bạn, với những cái ở cái phân khúc nhỏ nhỏ hatchback này thì phần lớn là chị em hoặc anh em công sở chạy đi làm ở trong thành phố thôi, tức là chạy nội đô thôi, nên là chạy rất là ít quý vị các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý bạn xem là đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc và sản xuất năm 2018 bởi công ty Toyota đấy các bạn nhé. Đấy, của Toyota. Rất là đẹp luôn ạ. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ, cũng còn rất là đẹp này, rất là nguyên bản này. Và chủ xe đã lắp thêm cả những cái phần lót sàn 5D mà chủ xe đã lắp thêm đây ạ. Đấy, tất cả đều còn rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Mới nguyên luôn đấy ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cũng còn nguyên này, keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Bên trong thì lại rất là mới này, nội thất phía sau còn rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất da rất là mới này, táp bi cánh cửa đều rất là đẹp này, trần đều rất sạch sẽ này và rất là mới. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Đấy, cũng như là về cái phần táp lô, táp bi.
đồng hồ. Đấy. Chiếc xe này thì vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng nhé. Và quý bạn xem từ những cái đồng hồ công tơ mét này, 3.8 này, vô lăng thì rất là mới quý bạn nhé. Vô lăng này cho đến những cần số này đều rất là mới, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị mòn bởi là năm tháng sử dụng nhé. Đấy, và tay phanh đấy đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và chủ xe đã độ thêm start top đây quý bạn ạ. Đấy, cái start top này là chủ xe độ thêm quý bạn nhé. Nguyên bản là không có start top đâu ạ. Đấy, chủ xe độ thêm rất là đẹp luôn ạ. Từ tắp bi cho đến những cái tắp lô. Đấy. Đấy, từ tắp bi cho đến tắp lô đều rất đẹp, rất là mới quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau. Cốp sau từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản hết cho đến những keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nha. Đấy, rất là đẹp luôn này. Keo này, keo chỉ còn nguyên này. Cái này là chủ xe dán thêm cái gioăng. Chủ xe dán thêm cái gioăng nha. Nhưng keo chỉ là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Và cái cốp sau cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái phần nhựa ở cốp sau này cũng còn rất là mới này, không có để đồ nhiều, chủ xe rất là giữ gìn này. Cho nên là cái nhựa, phần nhựa ở cốp sau này đều rất là mới, rất là đẹp này. Và cái lót cốp sau thì chủ xe cũng đã lót thêm một cái tấm cao su này. Đấy, lót thêm một cái tấm cao su này, cho nên là cái phần nỉ ở dưới này, phần nỉ ở dưới này lại mới nguyên luôn quý vị bạn ạ. Đấy, phần nỉ mới nguyên. Và lốp sơ cua cũng còn mới nguyên quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái phần này đằng sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Lốp sơ cua còn mới tinh luôn đấy ạ. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh. Đấy, lốp còn mới nguyên luôn quý vị bạn nhé. Chưa hạ tí nào cả này. Đấy, phải nói là chiếc xe rất là đẹp đấy ạ. Toàn bộ về những cái phần cốp sau này là còn nguyên luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ cánh cửa phía sau, tắp bi cánh cửa phía sau cũng còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề này còn nguyên bản luôn ạ, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ đều rất là mới này. Phía bên dưới là thảm sàn 5D mà chủ xe cũng đã lắp thêm cho chiếc xe này. Phải nói là chủ xe cũng đã đầu tư vào chiếc xe này là khá nhiều đồ đấy ạ. Toàn bộ những cái độ bên ngoài border kit và bên trong rất là nhiều đồ quý bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn mà mua một chiếc xe mà quý vị bạn chỉ tính được cái giá của hãng, giá niêm yết của hãng, quý vị và bạn mua xong rồi quý vị và các bạn tính thêm cái tiền đăng ký vào mà quý vị và các bạn quên đi cái phần lắp đồ thì là cái phần khoản đấy là cũng nhiều đấy quý bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa này rất mới, rất đẹp, ốc bản lề còn nguyên bản hết luôn này, táp lô này, vô lăng này, cần số này, tay phanh này. Đều mới, rất đẹp luôn quý vị và các bạn nha. Đến những cái phần nhựa này, phần trần này, đấy, phần nhựa, phần nỉ trần này đều rất mới, rất đẹp quý vị và các bạn nha. Phải nói là những chiếc xe mà cùng đời như chiếc xe này thì cũng ít chiếc xe mà đẹp bằng chiếc xe này đấy ạ. Vì chiếc xe này chạy rất là ít, mỗi một năm tính ra có 1.3 km thôi đấy. Đều rất đẹp quý vị và các bạn nha. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc WeGo 2019 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít quý bạn nhé. Động cơ này là động cơ xăng
1.2 lít quý vị các bạn ạ. Và cái động cơ này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn nó còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm hay là chưa có ngập nước gì cả. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đây quý bạn nhé. Từ những cái ốc chân máy này, toàn bộ về ốc chân máy còn nguyên này, ốc mặt máy này cũng còn nguyên này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Nhưng quý vị và các bạn xem đây ạ, một chiếc xe sử dụng từ năm 2019 đến bây giờ là 3 năm rồi quý bạn nhé. 3 năm mà cái động cơ nó còn mới như thế này đấy ạ, không khác gì một cái động cơ mới ở trong hãng đấy. Rất mới, rất đẹp, không những còn mới và lại còn nguyên bản cơ ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Đấy, tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này còn nguyên bản hết, từ ốc chân máy đấy, từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này đều nguyên bản hết, chưa có một con ốc nào tháo ra quý bạn nha. Đấy, còn nguyên bản này, chân máy, mặt máy còn nguyên bản này, đến những cái ốc chân cabo này. Đấy, ốc chân cabo này cũng còn nguyên luôn đây này. Đấy, ốc cabo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. À, keo chỉ nguyên bản này, chưa có một cái vết tháo. Đấy, còn nguyên bản, keo chỉ nguyên bản này, ốc cabo nguyên bản này. Đấy, ốc chân cabo này cũng còn nguyên bản hết luôn ạ. À, đến ốc giảm sóc đều nguyên bản này, ốc tai còn nguyên bản hết. Và cả cái xương đầu này thì quý bạn thấy đấy, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là sự va chạm gì cả, chưa có sự tác động của một cái vật nào vào cái phần ba lần sốc trước nữa đâu ạ. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chưa có một cái gì thay ở trong cái phần khoang động cơ này cả. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là mới. Xe cũng đã được trang bị với hệ thống phanh là ABS quý bạn nhé. Đây là cái cụm điều khiển phanh ABS đây này. Đấy, rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Wigo 2019 phiên bản 1.2G số tự động ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, nhập khẩu về Việt Nam là 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2019 ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ, máy móc, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 335 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Wigo 1.2G 2019 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.